Rồi, xin chào các ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm bữa mình nhà mình ăn bánh canh ngọt. Có nhiều bạn nhắc là bánh canh gà, nghe cũng thèm quá. Nên hôm nay nhà mình làm bánh canh gà tiếp. Gà mà trứng tươi à. Gà đó đi sức kem trộn về. Ngon. Với mẹ mần nữa đó coi. Mẹ mần thì mẹ mần trắng chứ sao. Mẹ mần kỳ dữ lắm luôn á. Gà trống. Gà cúng. Vì chút chặt gà thì mẹ mình pha bột. Cái này là bột mì đa dụng, giống như y chang như bơ hổm thôi. Mình cũng pha nửa ký này với khoảng 250g bột năng. Đó, giờ bột năng này để vô. Gì này là người ta quảng cáo là mê mê gian nấu mê ngay. Này mình có bột năng và bột mì đa dụng. Này mình pha nước sôi nha. Pha nước sôi. Hai cái vô thấy đẹp quá. Rồi, vào kế vô. Cái nồi luộc rồi lấy nồi bây giờ để nấu. Con, nấu nồi kia trước. Đặt tên em là gấu nhưng mà về em ngủ như heo vậy đó. Ê. Hey. Tấn mà bắt chó về là ngủ không à, không có rau cho ăn ngủ ăn. Đó, nhắm mắt ngủ tiếp. Mốt đặt tên là heo à, chuyển qua tên chắc nấu nồi chè chuyển ra đổi tên là heo quá. Ngủ quá trời ngủ. Nhào vô ăn. Cái bụi con súng nó tàn cái mương mình nó rộng ghê. Đó, cái này được kìa. Nó mới nổi lên kìa. Đây nè. Còn nó chìm rồi, nó mắc cỡ nó chìm rồi. Cái là tượng nó ăn nó không có nổi giống như mấy cá điêu hồng. Nó ăn tầng ngấp mà. Mương mình còn một con tá tượng bự. Còn mấy tá tượng nhỏ mình không sao không thấy con nào chứ. Phi. Hành ra. Lấy hành ra cái mình lấy ba dầu để dầu đó mình xào thôi. Ôi con gà giò bự ghê không? Mình xem thêm muối vào. Rồi, gà này nhìn đẹp ghê ha. Xăng trắng tươi. Đây, hai muỗng một ngọt nhỏ. Mày. Ngon quá, mày đây. Mày sắc bông. Chị sắc nhỏ quá, chị không có ăn nữa nha. Một miếng nè. Để men là mình ăn phải không? Hả? Nước sôi mình cho gà vào. Ồ nó thơm ghê. Bay khói vô ống kính luôn. Hôm nay chúng ta lại xắt bánh canh tiếp. Thank you.
mấy các anh nhìn thấy đẹp ghê ha. Chắc đều theo bánh mình làm bánh canh vậy nó đẹp hơn bánh canh mà mình sắc trên chai mình sắc xuống nè mẹ. À đúng rồi, đều hơn con. Cái đó là bữa hổm là biết làm sao đều hơn gạo. Vậy hả, mình làm trên kia là bằng bột ngắn đó. Ừ, tại này cục bữa hả mình làm bằng kia mà làm bột gạo, hôm nay mình làm bằng bột mì, mì đa dụng với bột năng. Bữa hôm mình làm bánh canh bột sắt. Ừ. Cua phải không? Cua. Cua. À, ai mà nói làm bánh mà bột mà không rớt văn thử cái coi khen à. Người ta làm bánh người ta có tập về. Cái bột bánh bao kìa, nó còn ấy hơn nữa. Còn bao dài ra nữa rồi, làm tìm hướng đi chứ đâu nữa mà nấu mà đi con cái nó để men, nó để đồ men vô. Nó dậy lên. Chứ nó một thứ đi chứ đâu. Chứ bột. Nó không có kéo ra được. Kéo được à? Đó là bột làm cái gì bằng mì, bột mì á. Nó cũng có còn thêm bột gì nữa không? Men. Nó bột sẵn vậy. Nếu mình mua mình mua ở chợ là nó có bột nổi và men. Nhào lên để khoảng xíu rồi nó dậy nổi lên như bột bòi. Cái bột bánh canh là mình sắc xong mình sẽ đem đi luộc đó. Luộc mình để vô trong cái nồi. Ấy, luộc mình mới tô, quên. Con luộc rồi mình để ra ngoài tô. Quên cái vụ tưởng đâu cái này bánh canh ngọt để vô nồi luôn. Đây, bắt con nồi nước. Nước để nhiều nhiều quá, không phải bị lên nước. Cái bánh canh mình phải rửa qua nước đó lại mới được, không phải nó bị lên. Nhất vậy nó lên nó không có bị lên. Để miếng dầu ăn vô cho đừng có dính. Ừ. Nó ngủ nó dính nó lời rồi. Đấy, mình rửa là nước nha, trong mà nó cũng còn lành ha. À. Đây là cái nồi nước súp của mình. Đó, như vậy là mình chan vô chứ mình không có để bánh canh vô. Không có giống như bánh canh canh ngọt. Đó, ngon chưa? Đây là mình đã nêm nếm rồi, nêm nếm muối một ngọt. Đường. Thôi. Cái gì chỉ nhiêu đó thôi, chứ không có gì hết. Cánh nằm xuống là nó ho không biết sao. Dạ. Rồi cho thêm hành ngò gí vào và hành phi vào. Chia không? Đó, ăn lành chưa. Buổi chiều hôm nay ăn bánh canh gà. Nước trong ghê ha. Rồi mời mọi người dùng bánh canh gà buổi chiều với gia đình mình nha. Rồi mời mọi người dùng bánh canh với gia đình mình nha. À, hái thêm vài cọng xà lách nhà để vô. Rồi hai ăn đi. Có bẻ dúng. Sao hai em ngồi trên ghế rồi? Có bẻ dúng nữa. Có. Trước nay ngồi dưới mình nữa. Ôi, thấy mày cắn. Rậu rậu rậu. Gân thật nghe rậu rậu luôn. Cho hai. Hấp dẫn không? Cánh này. Các bạn thấy bánh canh nó dai nè. Nó dai á, là mình cho thêm bột năng hơi nhiều một xíu là nó sẽ dai. Chủ quán đâu?
cho thêm một dĩa rau xà lách giá giáp xịt nhà chồng luôn nha. Đây mình sẽ đặt chanh vào. Ngon quá tới ngày, bột dai ngon ghê tới. Buổi chiều làm tô bánh canh vậy ấm bụng ấm lòng người chiến sĩ. Rồi mời mọi người dùng bánh canh nha. Này này chút, này chút, đây này. Con không ăn quyết. Quyết cũng mẹ là. Quá đã. Muốn ăn rau luộc quá. Húp miếng nước, húp miếng nước nữa. Ăn miếng bánh canh nữa, cắn miếng gạo nữa. Miếng bánh canh nữa. Chết cho bộ. Ừ. Nước ra chưa? Chiều trời ui ui mà quất một tô bánh canh về là quá cà phê luôn. Không ngày trời lạnh lạnh nó chiều chiều với sáng lạnh lắm. Sáng sớm mà. Trời lập đông. Không ngày trời lạnh là sáng có nhiều cái sương mù luôn á. Sáng đi sớm sớm tới đâu ở Sa Pa không? Ngon quá, ăn bánh canh thịt gà chị Mai ơi. Chị Mai, chị Mai thèm. Chị Mai thèm. Thêm miếng xà lách. Xà lách mình để vô cái vòng cụm mà đám. Giá này là ta chút bình thường à? Chút nhà. Ừ. Chút an toàn chứ ai không chút nhà. An toàn. Không nhưng mà phái cái con bánh canh này nha. Lớn mình xào bánh tết lót xà lách với cà chua mà hết. Nghe bò vậy. Không mà bò cái khu mình nó bệnh chứ mấy khu khác không thấy đâu có bệnh đâu. Dịch mà luồng gió chỗ nào theo chỗ. Nhưng mà dịch đó mới lan ra. Nó từ từ đi lan ra. Nó chìm rồi, nó bay á. Không bay. Rồi bỏ ăn, thức ăn đó. Thức ăn à? Rồi đó bò ăn cỏ, không có đi gì đâu. Ừ. Không có. Bò điên. Nắng quá điên. Nắng quá. Nắng quá điên. Nắng quá nó bị điên. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.